Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về Tình duyên Giáp Tý nữ 2021. Tử vi tuổi Tý năm 2021, mặt tình cảm, lục hợp thái tuế, khiến cho sức hấp dẫn đào hoa tăng mạnh. Đặc biệt là người độc thân, luôn có người khác dưới theo đuổi, thổ lộ lòng mình. Nhớ không được mơ màng mà nhận lời. Đối với chuyện tình cảm, cần phải lý trí, tỉnh táo. Đừng nên yêu rồi lại chán, khiến cho sự cố gắng của đôi bên hóa thành công dã tràng. Rất có thể năm nay, bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực và dự định đi cùng nhau đến cuối đời. Vì thế, đừng quá lo lắng và sốt ruột khi hạnh phúc chưa đến. Tình duyên đẹp như mơ sẽ đến một cách rất bất ngờ và bạn hãy cố gắng vun đắp cho hạnh phúc này. Đối với quý cô độc thân, mặc dù có hồng, hỷ ảnh hưởng, nhưng cũng có cô thần, quả tú hội tụ. Chuyện tình cảm sẽ không đi đến đâu, cẩn thận trong giao tiếp, dễ bị tai tiếng hay tai bay vạ gió, khiến phải phiền muộn nhiều hơn niềm vui. Người đã kết hôn thì cảm tình tươi mới, ít mâu thuẫn hơn hẳn, dù có khắc khẩu nhưng cũng sẽ nhanh chóng giảng hòa. Bố mẹ cũng rất chú tâm vào con cái, trợ giúp cho việc học của con đạt được nhiều thành tích. Gia đình càng thêm hòa hợp, vui vẻ. Đã có gia đình, vợ chồng khó tránh khỏi khắc khẩu. Quý cô tuy là nữ nhi, nhưng tính tình có nhiều nam tính. Càng dễ gây sóng gió trong gia đình, cố gắng kiềm chế tính tự tôn để tạo sự êm ấm trong đời sống vợ chồng. Đừng để mái ấm trở thành mái nóng. Cần để ý đến các con nhiều hơn. Năm nay gia đạo bất an và bản thân cũng bất lợi, cần phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhờ bổn mạng có nhiều sao tốt, nếu ăn ở có phước đức, dù có bệnh nặng cũng chóng qua. Năm nay có thể sinh con, vì đứa bé tuổi Hợi sẽ làm cho gia đình hạnh phúc. Nếu có thai nghén, phải cẩn thận nhiều hơn. Để có thể cải vận tình duyên, thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay, tam hợp quý nhân, thân Tí Thìn, hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Đồng thời, mong rằng năm 2021, người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Những nữ nhân tuổi Giáp Tý sinh vào tháng 1, 2, 5, 9, 10 và 11 âm lịch, thì phần tình duyên của họ khá là lận đận, thường sẽ có hai lần thay đổi. Đặc biệt với người sinh vào tháng Giêng thì đường tình duyên có thể sẽ phải thay đổi 3 lần. Đối với những người sinh tháng 3, 4, 7, 8 và 12 âm lịch, họ sẽ được hưởng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, trọn vẹn, không có bất cứ biến đổi nào. Năm nay, gặp địa tổn, công việc có nhiều rối rắm và sức khỏe cũng bất an, nên tình cảm vướng nhiều âu lo hơn. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.